Và các bác nhá, hôm nay có hai cái xác máy của Gally, nói chung là nó cháy rồi. Cái này thì bác nào mình là thợ thì mình về mình quấn lại mình dùng hoặc bán. Máy thì đấy, Gally nó rất là cứng cáp, nó cháy, cháy motor nhá. Cái thùng của nó là 22 lít, lốc thùng của nó còn dày dặn hơn cả GOB. Đây là có hai cây xác, thì bác nào mình lấy được thì mình lấy nhá. Cái này thì nó cháy rồi em bán xác, bác nào quan tâm thì mình cứ liên hệ.